Và chào mừng quý vị các bạn lại quay trở lại kênh mua bán ô tô của em Vũ Dương Ô Tô, chuyên các cái dòng xe khủ khoảm lằng nhằng và chuyên các cái dòng xe nhìn nó vậy thôi nhưng mà là giá nó lại rẻ. Hôm nay thì em mang đến về cho các bác một chiếc xe màu sơn xanh độc đáo, chắc chắn là các bác là ở thị trường Việt Nam cái màu này nó hiếm hiếm rồi và nhìn rất là phê luôn. Một chiếc xe đến từ thương hiệu của Nhật Bản, được nhập khẩu nguyên chiếc từ Nhật Bản luôn. Em này đời 2010, đến bây giờ cũng đã được 14 năm rồi. Thế nhưng mà chất của xe thì vẫn còn rất là mới. Máy gầm ngon, sơn xi sạch sẽ và máy nó êm thì thầm, còn hơn cả Morning E10 luôn. Một chiếc xe gầm cầu sáng láng, sạch sẽ, đẹp với dàn lốp la răng căng, đấy, thể thao, nhìn rất là ok, phê luôn. Và chiếc xe này thì bên em đang bán cái mức giá nó chỉ loanh quanh có khoảng 200 triệu thôi. Là các bác đã sở hữu ngay được chiếc Mitsubishi Pajero V93 đời 2010 nhập Nhật. Một dòng xe SUV 5 chỗ ngồi gầm cao. Và em này là một chiếc xe không có niên hạn nhá. Biển 30H57215, không có niên hạn. Các bác nào mà con này bây giờ đang kiểm lại thì nó lại cành có niên hạn, nên là các bác cứ để nguyên cái biển như này mà đi. Biển 30H là biển xe gọi là không có niên hạn. Và chiếc xe này thì bên em Vũ Dương Ô Tô vừa mới về xong, sơn xi dọn dẹp sạch sẽ hết rồi. Các bác về là yên tâm là chỉ có việc đi thôi, không phải làm gì. Màu sơn xanh pha với các chi tiết đen và các chi chữ màu vàng rất là nổi bật và trẻ trung. Mạnh mẽ, khỏe khoắn và gầm cao máy khỏe. Dòng này là một cái dòng xe SUV gầm cao, chiều dài gần 5m nhá. Và chiếc xe này thì rộng rãi bên trong, thoáng đãng bên ngoài, máy khỏe. Mỗi tội là em này thì hơi tốn xăng một chút, mức tiêu thụ khoảng tầm 12 lít trên 100 cây. Thực sự ra là cái dòng này thì các bác đi thì các bác sẽ biết, vâng, nó vừa khỏe, vừa lành, vừa chắc chắn, vừa hầm hố. Nên là các bác nào mà yêu muốn mua một chiếc xe đẹp như thế này nhưng mà cái giá tiền chỉ loanh quanh bằng một chiếc Morning E10 thì các bác cứ yêu em này là hợp lý luôn này. Em này thì 4 quả lốp là mới tinh, gầm cầu sáng láng, không hề bị mục mọt tí nào. Máy nổ êm thì thầm và cam kết các bác là xe là không có lỗi lầm. Nội thất ghế da ngon, trần nỉ sạch sẽ và sơn xi đồng sơn đều đẹp, đèn trong vắt luôn nhá. Và xe là không có, cam kết là không có đâm va, không tai nạn ngập nước, không phạt nguội thủy kích. Thế là các bác nào mà cảm thấy mà yêu thì em mời các bác qua cửa hàng xem xe trực tiếp luôn tại bên nhà em Vũ Dương Ô Tô. Đấy. Và chiếc xe này thì bên em đang bán với một cái mức giá rất là phù hợp luôn. Vâng, chỉ có nhá, như chiếc xe này là chỉ có loanh quanh khoảng hơn 200 triệu thôi. Và cái dòng này là cũng là một cái dòng xe mà tương đối là ok, gầm cao. Đấy, bậc bước nhìn rất là phê. Và chiếc xe này thì bên em đang bán giá rất là ok. Và chiếc xe này là một cái chiếc xe màu sơn xanh rất là độc đáo luôn. Màu này thì chắc chắn các bác là không phải sơn zin rồi, sơn lại rồi. Nhưng cái này là bác chủ bác cái sơn lại và bác cái để lại cho em Vũ Dương Ô Tô. Chiếc xe này gốc của nó là màu bạc và bây giờ thì đã được sơn lên một cái màu xanh rất là độc đáo và thể thao. Nhìn nói chung là rất là độc lạ và rất thích hợp với các bác nào mà yêu thích một chiếc xe gầm cao máy khỏe nhưng mà lại thích chi gọi là ít tiền thôi. Thì đây là một chiếc xe vô cùng hợp lý luôn. Một chiếc xe động cơ V6 3.0 nha các bác nhá. Ăn xăng khoảng tầm 12 lít. Nên là bác nào mà yêu mà lại lo đến chuyện là tốn xăng tốn dầu, cũng như kiểu mình yêu gái đẹp nhưng mà lại thích chi cho người ta ít, không son phấn luật là, thì em khuyên các bác tốt nhất là các bác cứ ngắm thôi. Còn nếu các bác nào mà tự tin yêu thì các bác qua cửa hàng xem xe trực tiếp luôn. Dòng này thì là một tên tư nhân chính chủ, biển số 30H là biển không có niên hạn. Xe là gọi là theo đăng ký là xe chuyên dùng, là xe chở tiền. Và chiếc xe này là đăng kiểm hiện thời điểm này đang là đăng kiểm không có niên hạn. Nếu các bác để nguyên cái biển này thì sẽ là xe không niên hạn. Còn nếu các bác mà ra biển thì nó sẽ là xe có niên hạn đấy các bác nhá. Nên là mình cứ để nguyên cái biển này mà đi thôi, không có ảnh hưởng gì cả. Pháp lý bình thường, hồ sơ giấy tờ đơn giản, không vấn đề gì. Tư nhân chính chủ, ấy, chủ mã em đầy đủ nên là các bác không phải lo lắng. Và với cái tầm tiền như thế này thì thực sự đây là một cái mẫu xe giá tiền rất là hợp lý luôn các bác ạ. Vâng, và thiết kế của xe thì tương đối là ok, đặc biệt là cái kết chở tiền đằng sau này. Chiếc xe này thì trước là của cơ quan ngân hàng, người ta chở tiền nên là có cái kết ở đằng sau trông rất là dày dặn và chắc chắn luôn. Đấy. Xe này thì em vừa mới về xong này các bác ạ. À, có kết chở tiền. Cái này là em tháo cái mã kết này rồi. Đấy, các bác nhìn này, vách bên trong này có thể chở được rất nhiều đồ. Các bác có thể là chở được cái những đồ quan trọng mà không sợ lo bị cướp, bị chấn lột. Đấy, mình cứ chở ở trong này thì quá yên tâm. Và những cái dòng như thế này chạy ngoài đường ấy, em nói thật các bác là khi mà nhìn cái xe ngân hàng là thường thường là người ta cũng ít muốn là va chạm. Thế nên là mình đi lại cũng rất là yên tâm. Toàn bộ cánh cửa này các bác nhìn này, toàn bộ cánh này, đấy, bản lề nó còn đẹp như thế này. Em này là được sơn quay toàn bộ rồi. Thế nên là chất xe nhìn rất là mới. Đấy. Keo chỉ cánh là zin tuyệt đối cho các bác luôn. Và có tôn, đây là những cái này là tôn này. Nó là tôn chống đạn luôn. Đấy, tôn chống đạn, chống va đập. Đấy, rất là xịn sò.
chỉ keo cánh zin, đấy, zin nguyên cho các bác luôn. Và các cái phần này của hốc này của nó còn nguyên. Đấy. Nói chung là với cái tầm tiền này thì 200, hơn 200 này, thì thực sự là những cái chiếc xe chở tiền này, là những thanh lý này, là những cái chiếc xe mà rất là hợp lý về vừa tầm tiền lại vừa về giá cả. Đấy. Lốp treo cho các bác luôn nhá. Cái quả lốp treo là lốp dòng cũ. Còn cái xe này thì được bác chủ bác cái độ lên 4 quả lốp Maxxis rồi. Lốp Maxxis Big này, lốp 7-60. Cái là dòng lốp này nó thật các bác là đi nó hơi ồn, nhưng mà bù lại thì các bác có một chiếc xe kiểu dáng thể thao, hầm hố to cao. Và em này là phanh đĩa 4 bánh nhá, kể cả bánh đằng sau hay bánh đằng trước đều là phanh đĩa hết. Đấy, rất là an toàn. La răng 4 là 6 ốc. Các bác nhìn này. Đấy, vành la răng nhìn, à cái lốp của nó nhìn như vừa căng đét đèn đẹp này. Rất thích hợp cho bác nào mà hay gọi là leo đèo leo núi, đi địa hình đường trường thì thực sự là quá hợp lý và ok. Cua lốp là không có biết mọc mọt một tí nào luôn này các bác ạ. Đấy, cua lốp này, hai bên sườn này hay là sắt xi của xe đấy ạ, trông như mới tinh luôn. Và với cái tầm tiền này thì thực sự đây cũng là một cái dòng xe vừa lành vừa bền. Đấy, dòng xe của Mitsubishi thì các bác biết rồi, xe của Nhật thì nó là bền vô địch rồi. Đấy, và đây cũng là một cái hãng xe tương đối là lớn tại thị trường Việt Nam cũng như là thị trường thế giới các bác nhá. Mặt ca lăng nẹp hai thanh tầng tương đối là nét căng, và xe là sạch sẽ không có đâm va. Đèn thì nó hơi vàng theo thời gian thôi, nhưng mà được cái là nhìn đèn nó vẫn trong và không có bị đọng nước hơi xương hay là rạn nứt tí nào. Bên dưới này có lỗ chờ sẵn cho các bác nào mà thích lắp đèn độ. Đấy, có sẵn rồi. Đấy, toàn bộ cản phía đằng trước của xe đây cũng nguyên này. Đấy, nó còn nguyên như này đây. Đấy, và em này thì tôn vỏ là rất là dày. Đấy, tôn cabo dày. Đấy, sơn thì mỏng, và xe thì đảm bảo cho các bác là không có đâm va, không thay tôn cabo. Đấy, không có ngập nước. Kính của xe cũng là zin nhá, kính này zin này. Và cánh tôn này, cánh tôn sờ rất là mỏng luôn. Đấy. Bậc bước chân này là của Innova, cho các bác nhìn này, rất là chắc luôn. Đấy, bậc bước bằng nhôm, chắc chắn. Đấy, đạp thoải mái. Đấy, bước. Và trên này thì có giá nóc luôn. Đấy, giá nóc thể thao. Nói chung là những cái này thì người ta đã độ lên rồi, nên là mình về là mình thực sự là không phải làm cái gì nữa rồi. Chỉ cánh là zin. Đấy, chỉ cánh zin này. Đấy, tuy nhiên là màu sơn là đồng sơn đều, toàn bộ tapiza màu cam nhá. Cái này là tapiza màu cam và nhựa là sần còn nguyên. Đấy, trên chỗ này thì hơi lì một tí. Và kính điện thì lên xuống bình thường. Và các bác để ý cho em là phim cách nhiệt đây này. Đấy, phim cách nhiệt có hết. Đấy, em hạ kính xuống. Đấy, lên xuống kính này, kể cả cái hàng đằng sau em lên phát là các bác chả nhìn gì bên trong luôn. Đấy, các bác thấy chưa? Vâng, rất là an toàn. Nội thất ghế da của xe là màu ghi xám nhá, ghế da màu ghi xám của Parizo. Đấy, ghế da đẹp căng lét lẹt lẹt luôn này. Đấy, và không có bị hiện tượng lỗi lầm tí nào. Đấy, ghế da rất là sạch sẽ. Đấy, da căng nét, khâu da căng. Và sàn thì cái này em mới đầu tư cái quả sàn bằng cao su này cho nó sạch. Đấy, sàn da dưới nó còn đẹp như này. Nói chung là xe này thì bên em đã dọn rồi, nên là các bác về là không phải làm cái gì nữa rồi, không phải đầu tư chăm chút thêm. Đấy, yên tâm là chỉ việc gọi là đổ xăng mà chạy thôi. Dòng này thì các bác cứ đổ tầm 1 triệu tiền xăng thì đi được cả tuần. Đó. Còn tùy các bác đi ngắn đi dài thôi. Mặt táp lô khâu da luôn nhá, cái này là bằng da. Đấy, bằng da rất đẹp. Có màn hình đầy đủ, điều hòa auto, điều hòa là điều chỉnh hai vùng và điều hòa auto rõ ràng. Đấy, mát lạnh luôn. Đấy, cửa bên này và cửa bên kia. Đấy, thế còn về số thì cần số nó còn đẹp như này đây, rõ ràng chữ nghĩa. Đấy, em này là xe là hai cầu đấy các bác nhá. Xe hai cầu. Đấy, chạy rất là sướng, và thực sự các bác là đi những cái dòng như thế này thì địa hình thì rất là hợp lý luôn. Vừa ngon, vừa bổ, vừa rẻ, vừa hợp lý. Đấy, nội thất ghế đằng hàng ghế đằng sau này. Nó thoải mái, rộng rãi. Chỗ để chân. Đấy, em cũng làm bộ sàn ở đằng sau này rồi. Cái bộ sàn này thì em vừa mới đầu tư là hết 290 các bác ạ. Vâng, 290.000. Đấy, trần nỉ này, các bác nhìn trần nỉ này, điểm 10 cho chất lượng luôn. Đến bây giờ 2010 mười mấy năm rồi mà trần nó vẫn còn được như này. Còn các bác nào mà thích xe nó rộng hơn nhá, có thể tháo vách này ra, tháo thoải mái nhá, tháo thoải mái ra. Và mình sẽ có một cái chỗ để vô cùng rộng từ đằng này cho đến đằng này luôn, để thoải mái mà không phải lo lắng gì cả. Đấy, và các bác có thể nhìn tất cả các cái bản là cái chỗ này nó là bằng nhựa, nó ôm bọc này vẫn còn nguyên. Cái này là nhựa nhá, nhựa ôm lên vật sắt này vẫn còn nguyên. Đấy, ốc dấu là chưa có thèm động luôn. Nói chung là xe thì được cái là em này là chất cứng. Đấy, xe nó chất nó vẫn còn cứng luôn. Và các bác đi những cái dòng như thế này thì nó hợp lý. Vâng, vừa về giá tiền, vừa về kiểu dáng. Đấy, các bác nhìn này.
cua lốp nó còn không có biết mục mọt một tí nào luôn. Đấy, và đây là một chiếc xe mà mua mới 1 tỷ rưỡi luôn nhé các bác nhá. Mua mới đó, theo hóa đơn và theo giấy tờ đầy đủ là 1 tỷ rưỡi. Thế nhưng mà bây giờ thì chiếc xe này đang bán với mức giá nó chỉ có loanh quanh 200 triệu thôi. Là các bác đã có ngày được chiếc xe này rồi. Vừa đẹp, vừa rẻ, vừa sang. Đấy, và giá cả thì vô cùng phù hợp. Đấy, nếu mà các bác nào mà thích yêu cái dòng như thế này và muốn mua một chiếc xe cứng nét nền nẹt như thế này thì em mời các bác qua xem xe trực tiếp luôn. Cái chỗ này là gọi là cái gì nhở, người ta gọi là tôn chống đạn. Tôn chống đạn nhá. Đấy, anh em mà có thích gọi là xe gọi là chống bom mìn thì anh em chơi con này là hợp lý luôn. À, anh em nhìn này, bên trong này. Đấy, bên trong vách thành các thứ này ok. Ghế da in hẳn chữ Parezo. Đấy, còn nguyên nhá. Ghế da led căng. Đấy, và cái này thì đây, sàn này. Đấy, sạch sẽ điểm 10. Nói chung là về cái tầm tiền thì thực sự đây là một chiếc xe tầm tiền quá hợp lý luôn. Đấy, kính điện lên xuống bình thường. Có cái kính phía đằng trước này nó đang kém thì nó không thể hoạt động, thì là cái này em sẽ sau video này em sẽ sửa chữa và kiểm tra luôn cho các bác. Đấy, các bác nào mà yêu thì em mời các bác qua xem xe luôn. Đấy, một chiếc xe hai cầu gầm cao, máy khỏe kiểu dáng thể thao. Và em Vũ Duy Ô Tô đang bán mức giá là chỉ có, vâng, chỉ có 205 triệu đồng cho chiếc xe này thôi. Vừa đẹp vừa rẻ nhá. Đấy, các bác nhìn này, toàn bộ nội thất bên trong xe vẫn còn như mới tinh luôn. Chỉ có 205 triệu đồng cho chiếc Mitsubishi Pajero nhập Nhật 2010 này. Vâng, xe cực kỳ đẹp luôn. Cam kết đảm bảo anh em là không có lỗi đâm đụng ngập nước, gầm mẹ sáng. Mà chỉ có 205 triệu đồng cho chiếc xe đời 2010. Gầm nó nét căng như này mà. Đấy, toàn bộ gầm này, các bác nhìn gầm nhá. Đấy, xe nó vẫn còn yêu luôn đấy ạ. Vâng, và thực ra là các bác mua về con này là không phải làm cái gì nữa rồi, cứ việc đổ xăng và chạy. Nhưng mà đúng ra dòng này là dòng xe hơi tốn xăng, ăn xăng khoảng tầm 12 lít 100 cây. Vâng, thực sự là tốn xăng vì nó to xác, các bác thông cảm nhá, nó to như thế này mà. Vâng, đấy, dòng xe SUV mà 7 chỗ nhưng mà ở đây thì là 5 chỗ và được gọi là xe chuyên dùng. Thế nên là các bác nào mà yêu thì xác định luôn là cái mức tiêu thụ nhiên liệu của nó thì cũng tương đối là hơi cao một chút so với Moling i10. Nên là các bác nào mà yêu thì các bác cũng xác định như vậy. Vâng, còn chất xe có cho không? Đấy, còn chất xe thì anh em cứ nhìn thoải mái luôn nhá. Đấy, 13 năm, 14 năm rồi. Thế nhưng mà chất xe nó vẫn còn nét. Tất cả các chi tiết của xe nó vẫn còn ok, hoạt động bình thường. Đặc biệt là máy con này rất êm. Đây, em đầy nổ cho các bác nghe này. Đấy, máy nó êm và các bác để ý à. Kể cả em nói với các bác là các bác nhìn cái đồng hồ vòng tua thấy nó lên, nhưng mà nghe tiếng máy là chắc chắn các bác là kể cả em ngồi như này cũng không nghe tiếng máy luôn. Vâng, em chắc chắn một điều như vậy. Vâng, em ngồi như này thôi nhưng mà em cũng không nghe thấy tiếng máy của chiếc xe này luôn. Bây giờ thì em sẽ mở capo ra và em với các bác sẽ cùng xem chiếc xe này khoang máy nó như thế nào. Động cơ máy của chiếc xe đang là động cơ máy V6 3.0. Đấy, em xin phép chống cái capo đó. Động cơ máy V6 3.0, máy khô ráo sạch sẽ, không hơi thừa hơi khói, ngon lành cành đào, êm ái mượt. Đó, các bác nhìn này, nó còn lét như này em ạ. Máy số thì khô đét đèn đẹp luôn nhá. Và không hề có lỗi lầm tí nào. Các bác về là yên tâm là chỉ có việc đi thôi, mình không phải làm một cái gì nữa rồi. Đấy, tất cả về khoang máy này, lét căng sạch sẽ. Đấy, không hề bị lỗi lầm. Và tất cả các cái phần vách bên trong này, các bác nhìn này, vách bên trong này. Đấy, nó còn đẹp như này. Đấy, xe nó còn lét lẹt luôn. Xe đảm bảo hai tay sườn cũng không có đâm va nhá, không có bị lượn sóng đâm va. Đấy, bản lề các thứ là ok. Đấy, không bị gãy vỡ. Đầu răng trước của xe là nguyên bản. Đấy, các bác nào mà muốn mua thì em mời các bác qua lái thử trải nghiệm luôn. Đấy, tất cả các cái vách đầu này, đấy, thành đầu của xe là còn nguyên. Và giá thì rất là hợp lý. Đấy, ốc cabo thì ra rồi nhưng cabo thì keo chỉ còn zin. Đấy, zin tuyệt đối luôn. Nói chung là với cái tầm tiền này, với sự lựa chọn này thì đây là một chiếc xe quá yêu. Đấy, còn các bác nào mà cảm thấy mà muốn mua cái dòng này mà gọi là đi nó sướng ấy thì em mời các bác qua lái thử và trải nghiệm luôn mẫu xe này. Đấy, xe thì ok, led căng hơn này. Đấy, không hề lỗi lầm nhá. Vâng. Và cái dòng này thì đấy, máy nó êm như thế này em ạ. Thực sự là quá êm cho một chiếc xe Mitsubishi Pajero V93 đời 2010. Lâu lắm rồi nhà em mới về được một con như thế này. Đời 09, 07, 08 nhưng có nhiều.
Và giá thì bên em đang bán thì chỉ loanh quanh khoảng tầm 108, 107 hoặc là 135, ví dụ như là con V93 nhá. Thế còn đây là chiếc xe mà V73. Còn đây là chiếc xe V93 full kịch đẹp căng rồi, lên hết đồ rồi. Và em đang bán cái mức giá là 205 triệu đồng. Nếu bác nào mà yêu thích thì em mời các bác qua xem xe trực tiếp luôn tại quán Toan Hồng Bàng Hải Phòng. Đấy, em Vũ Duy Ô Tô chuyên các cái dòng xe giá rẻ hợp lý cho mọi nhà. Xin trân trọng cảm ơn và hẹn gặp lại các bác ở những video tiếp theo với những chiếc xe giá rẻ. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại.